liên tiếp xảy ra các vụ sụt lún, sạt lở ảnh hưởng đến đời sống, tài sản và tính mạng của người dân. Đặc biệt vụ sạt lở mà VTV Cần Thơ theo sát những ngày qua tại Bạc Liêu. Chỉ trong 2 ngày, sạt lở đã làm hàng chục căn nhà ở khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công trình nạo vét lòng sông Cà Mau Bạc Liêu gây ra. Hiện tỉnh đang huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống sạt lở. Ba căn nhà bị lòng sông nuốt chửng, hàng chục căn khác xuất hiện vết nứt, nền bị nghiêng, sụt lún về phía sau. Chỉ tính riêng từ ngày 21 tháng 6 đến nay, đã có 41 căn nhà ở phường 5 thành phố Bạc Liêu bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông Cà Mau Bạc Liêu. Dù hàng chục năm qua, nơi đây chưa ghi nhận tình trạng sạt lở. Bên đây là bên bồi mà, tại vì có sắn cạp nó múc nó vét cái bờ sông này nè, múc mấy ngày trước là qua mấy ngày sau là có tình trạng là nứt. Nứt rồi là sụp đất xuống của người ta hết trơn luôn. Hồi đó giờ sống đây mấy chục năm không có tình trạng sạt lở gì hết. Rồi mới tàu này mới lại sắn múc nè, múc cạp nọc nãy quá trời. Đột xà lan đầy đầy không rồi nó mới sụp. Ngay sau vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có cuộc họp khẩn cấp. Bước đầu nhận định một phần nguyên nhân sạt lở là do công trình thi công nạo vét sông Cà Mau Bạc Liêu gây ra. Công trình này do Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam làm chủ đầu tư. Tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương làm việc cùng chủ đầu tư để sớm khắc phục sự cố. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương huy động mọi nguồn lực cho phòng chống sạt lở và có phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo cuộc sống người dân. Tình hình sạt lở xảy ra địa phương mình thì trước mắt sức ngân sách tại địa phương mình thì làm trước đi, rồi trình lên tỉnh. Chứ bây giờ là tình hình sạt lở khẩn cấp như thế mà đợi làm tờ trình đến họp xử lý xong nó sạt lở nữa rồi tới đâu? Rồi tỉnh sẽ lo cho cái này, sợ thứ tiền gì cả. Gần đây, tỉnh Bạc Liêu xảy ra nhiều vụ sạt lở sụt lún đất nghiêm trọng ở địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân và thành phố Bạc Liêu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát tất cả điểm có nguy cơ sạt lở. Địa phương nào để xảy ra sạt lở nhưng không có hướng chủ động cảnh báo từ sớm, thì người đứng đầu chính quyền địa phương nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm.